tuần tuần về thì thầy thay mặt cái ban tổ chức chương trình Lâm Đạo Vùng Cao cũng như mặt trận chùa Công An thì xin kính gửi đến bà con cái lời chúc một cái Tết đầm ấm và vui vẻ và thật ra nhiều cái niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn.